anh em nhá. Hiện nay thì đang dán nhanh trai cái vè che mưa của Terra này. Terra 100 này, dòng xe này cũng rất là mới luôn. Đấy, dòng xe này thì cực kỳ là mới anh em nhá. Đấy, trước khi dán thì ở dưới nhá, dưới cánh cửa anh ạ. Đấy, dưới cánh cửa các bạn nhá. Các bạn vệ sinh sạch cho mình trước khi dán này. Đây. Con này thật ra thì nó trùng với thằng Suzuki Canry Pro 7 tạ anh em nhá. Đây các bạn này, Suzuki Canry Pro này. Đấy, anh em mua thì anh em ở xa có thể mua ra các cửa hàng tổ ấy. Mua của Suzuki Canry Pro các bạn dán vừa nhá. Rồi ok. Bên trong này thì nó có băng dính hai mặt này, anh em bóc ra này. Đấy, và các bạn dán đây là xong luôn này. Đấy, trước khi dán các bạn vệ sinh sạch đi nhá. Bây giờ mình sẽ dán các bạn xem này. Đấy, form cửa con này thì nó trùng với thằng Suzuki 7 tạ Canry Pro các bạn nhá. Đấy, giờ mình sẽ dán, mình quay lại các bạn xem nhá. Dán đi các bạn, hôm nay thì mình cầm một máy quay một cái thôi. Tất nhiên con này thì nó sẽ dán không vừa 100% đâu, nó được 99% thôi. Nhưng miễn sao nó che mưa được các bạn và dán nó đúng form cửa là được các bạn nhìn này. Ok cho các bạn, giờ mình sẽ dán nó xe các bạn nhá. Sau khi dán xong thì nó sẽ như này các bạn nhá. Các bạn hình dung này, các bạn sẽ đặt làm sao cho nó vừa với cái form cửa thôi. Tất nhiên là dán thì nó sẽ không được y nguyên đâu. Chỗ này thì nó vẫn không ăn keo này. Đấy. Và đằng sau thì chỗ này nó sẽ há ra một chút này các bạn nhìn này. Đấy, vì đây là cái chỗ này nó gập xuống như này thì rất là khó để chế một cái khác sang đây. Anh em cứ kệ nó thôi, mà các bạn có thể bắn keo silicone vào chỗ này thôi. Đấy, còn toàn bộ chỗ này nó ăn hết keo nha các bạn nhé. Đó, thế là xong đấy các bạn. Đấy, và nó cũng sẽ rất che mưa được. Khi các bạn hạ kính hoặc lên kính thì nó vẫn có độ để cái kính của bạn vào đến chỗ này thì nó vẫn há được ra, thì nước nó vẫn gọi là bốc hơi ra ngoài các bạn nhé, không sợ nó mưa vào trong. Đấy, thế là xong đấy các bạn. Đấy, hai bên nó đều bị thừa ra một chút này các bạn này. Đấy, còn nếu các bạn đặt lên cân như này thì đầu trên kia thì nó lại không vào được, thì nó sẽ bị chéo xuống dưới. Nhưng mà dán này thì nhìn nó cân cánh cửa nó đẹp, nhưng mà nó sẽ bị hở ra hai bên một chút. Đấy, anh em lưu ý giúp mình nhá. Đấy, con này là chế từ su Canry Pro ra này các bạn này. Đấy, Terra 100. Xong anh trai ơi, còn gì được không? Có thể biết thiếu, không có gì để chế. Cái chắn bùn nhá. Chắc là chỉ có cái này thôi anh trai ạ. Cái này cắt rồi. Vâng, anh cắt ngắn đi hai bên này một chút này. Màu đen không anh? Màu đen à. Màu đen thì anh cho lộn như này. Nhưng mà này ra ngoài đẹp hơn, cái gì mà này đi. Không bẩn đâu, cái này lộ giấy xanh không hàng Thái mà. Anh cắt đi hai bên thôi, anh để nguyên cái tam giác cho đẹp hơn. Mà không anh bắt đi một tí thôi anh ạ. Anh về anh cầm dao hoặc rồi sắp giấy và kéo ấy. Anh cắt cho nó to đi một tí cũng được. Đấy, và anh bắt nguyên như này cũng được, chả sao. Kể cả anh tháo cái dao lấy như này mẫu chuẩn rồi. Đúng rồi, nhưng mà không, mình cắt nó bè ra tí nữa thì nó đẹp. Nó cũng bắn. Ừ, chứ để này thì nó bắn. Đấy, cũng được, cũng được, chả sao đâu anh ạ. Bắn về góc hai bên là mang cái bắn về góc đây cũng được anh ạ, chả sao. Quan trọng vấn đề là nó chắn được cái bụng đất đi thôi. Thằng này thái. Đúng rồi, lấy một đôi, lấy một đôi cho cân anh ơi. Đấy, tôi cao su thái luôn. Còn gì không anh? Ok. Của anh 200, 400, 600 anh ơi. Đây là yên tâm, dùng bền luôn, anh đền mọt xe không hỏng. Ok anh trai, bán anh cho em phát. Đấy, trai bán 1 trong 3 này bán cái nào không được? 600. Đúng rồi, tổng 600 thôi anh ơi. Đấy, anh em có thể ủng hộ mình nhá, cảm ơn anh trai rất nhiều luôn.